Mình xin hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt, đăng ký và đăng nhập vào phần mềm Kettin Master 4. Phần mềm Kettin Master 4 là phần mềm dùng để tạo dấu nhận dạng để cắt bế trên máy cắt Decam Raptec. Để download phần mềm này, chúng ta có thể vào trang web raptecgov.com hoặc lấy từ đĩa CD kèm theo máy. Sau khi cài đặt phần mềm xong, sẽ yêu cầu chúng ta đăng ký một tài khoản. Sau khi đăng ký xong, chúng ta đăng nhập một lần duy nhất. Một lưu ý cho tất ta là chúng ta chỉ cài đặt phần mềm Kettin Master 4 sau khi chúng ta đã cài đặt phần mềm thiết kế Corel hoặc là AI. Chúng ta tiến hành cài đặt phần mềm như sau. Chúng ta chọn Auto Run. Ok. Chúng ta nhấn Next và chọn Accept. Sau đó chúng ta với việc nhấn Next, Next. Nếu như chúng ta đã cài đặt phần mềm AI Adobe Illustrator thì chúng ta nhấn Install. Trong trường hợp chúng ta cài Corel thì chúng ta không phải cài đặt phần Install đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt. Nếu như chúng ta chưa có tài khoản và chưa đăng ký thì sau khi chúng ta mở Kettin Master 4 sẽ yêu cầu chúng ta đăng ký một tài khoản. Chúng ta mở phần mềm Kettin Master 4 lên. Nếu chúng ta đã có tài khoản thì chúng ta chỉ cần đăng nhập vào email và password, sau đó chúng ta nhấn sign in và sử dụng. Nếu chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản. Để đăng ký một tài khoản, các bạn vào phần Need in account sign up. Tiếp theo, các bạn đánh địa chỉ email của mình vào phần email và chọn sign up. Sau đó chúng ta vào phần hộp thư đến của email và truy cập vào đường link phía dưới. Việc truy cập vào đường link để chúng ta điền đầy đủ các thông tin cần đăng ký. Chúng ta điền đầy đủ các thông tin vào phần có dấu sao. Lưu ý, chúng ta cần phải nhớ cái password mình đã tạo để sau này chúng ta đăng nhập. Tiếp theo ta nhấn Create Account. Chúng ta nhấn Accept. Như vậy là chúng ta đã đăng ký xong. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập. Chúng ta đánh vào địa chỉ email và password mình vừa tạo. Sau đó chúng ta nhấn sign in. Như vậy là ta đã đăng ký và đăng nhập xong. Sau đó chúng ta mở phần mềm Kettin Master 4 lên. Lúc này chúng ta sẽ cài đặt cái máy mà mình đang sử dụng. Ở đây chúng ta có hai dòng. Dòng đầu tiên chúng ta chọn là Raptec GBGL. Dòng thứ hai, đây là modem chúng ta cần cài đặt. Ví dụ như các bạn đang có modem CE7000 hộ 40 thì ta chọn là CE7040. Sau đó chúng ta nhấn Next.
Đây, CE6740. Và cổng kết nối chúng ta để là cổng Rapid USB. Sau đó chúng ta nhấn Finish. Vậy là trên cửa sổ đã cài đặt xong cái máy CE7040. Chúng ta muốn cài đặt thêm máy khác thì chúng ta cứ vào phần Setup và Add Setup. Sau đó chúng ta sẽ chọn model khác, một model bất kỳ. Chúng ta nhấn Next. Và Finish. Chúng ta muốn add bao nhiêu máy cũng được. Và chúng ta muốn xóa một cái máy nào đó thì chúng ta chỉ việc chọn cái máy đó, nhấn Delete. Chọn Z. Vậy là chúng ta đã xóa cái máy đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.